Quán Bún Bò Dũng Đinh từng làm dậy sóng mạng xã hội vì những bảng hiệu hóm hỉnh và đầy ý nghĩa, vừa bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế, đập phá sáng ngày 14 tháng 6 với lý do công trình xây dựng không phép. Chủ quán, ca sĩ Hoàng Dũng, người được biết tiếng trong thập niên 90 và được mến mộ khi song ca với Phương Thanh, nói với VOA việc cưỡng chế quán là rất bất công và không đúng luật, trong khi cộng đồng mạng đang bày tỏ sự ủng hộ với ông Dũng. Quán Bún Bò Dũng Đinh được mở trên mảnh đất rộng 1.600 m², mua từ 20 năm trước, nơi rơi vào khu quy hoạch có dự án treo, nên ông Dũng không xây nhà hàng mà chỉ dựng bạt che di động để làm quán. Quán nổi tiếng vì các bảng hiệu như "Chúng tôi không bán nước" hay "Cấm không cho khựa bước vào nửa chân", "Tẩy chay hàng lạ, dùng hàng nước ta". Video đăng trên YouTube Dũng Đinh hồi tháng 4 cho thấy quán từng bị cán bộ địa phương góp ý về việc dùng tiếng lóng khựa vì xin trích nguyên văn. Trên mạng, thanh niên hay những thế lực phản động hay dùng những từ này, lợi dụng những từ này để nói về người Trung Quốc. Theo lời ông Dũng, quán ông không phạm luật xây dựng vì chỉ là mái tạm, không phải là công trình xây dựng không phép. Hơn nữa, mảnh đất của ông nằm trong dự án treo đến 20 năm, nghĩa là quá thời hạn, phải công bố hủy bỏ dự án. Cơ sở pháp lý thiếu thuyết phục của vụ cưỡng chế khiến nhiều người cho rằng có những lý do khác đằng sau việc xử lý quán ông Dũng.